Ok, xin chào anh em, chào mừng em trở lại với kênh của mình. Và mình đã quay trở lại với anh em đây. Thì vẫn là Hashirama A của anh em đây. Thì đến hôm nay mình quyết tâm mình giao bán con ác trùng thổ làng sương mù anh em nhá. Thì thật sự với anh em luôn là đến bây giờ thì chắc là cũng chẳng còn nuối tiếc gì đâu anh em ạ. Đấy thì hiện tại là mình cũng đang xem thông tin thôi, mình đùa với anh em tí thôi. Nhưng mà hôm nay là cái chủ đề là cũng bán ác thật anh em ạ. Đây con ác này đây. Thì mình cũng có nói là trùng thổ là sương mù, thì nó là trùng thổ là trùng thổ 4x anh em nhá. Đấy không em lại hiểu nhầm là mình bán ác thì mẹ đúng là lươn nẹo rồi anh em ạ. Thì thật sự là mình không có lươn đâu, mình đùa với anh em thôi. Đấy ok. Thì đến bây giờ thì chủ ác cũng chắc là cũng đang chán rồi anh em ạ. Thì hiện tại là chủ ác cũng đang lang thang bên xem vào mới rồi. Thì không biết là chủ ác nghĩ là, nhưng mà thật sự anh em luôn đến hôm nay thì mình cũng xin phép mình làm video mình bán con ác này. Đấy thì để trước khi vào review con ác này thì mình gọi là cũng báo giá luôn anh em ạ. Thì con ác này chủ ác có báo là 16 mét khung fix anh em nhá. Đấy thì anh em nào yêu thích gọi là phun cứt anh em, phun vàng thì anh em có thể gọi là qua làng sương mù nhòm ngó con ác này và múc ngay cho mình anh em nhá. Đấy thì hiện tại đang là thành viên của Boba Tem anh em nhá. Ok. Thì sao ta nhỉ? Con ác này để mà nói thì nó cũng từng làm mưa làm gió bên đi server rồi anh em ạ. Đấy thì mình cũng không biết nói thế nào để ở hiện tại, nhưng mà thực sự anh em luôn là hiện tại chắc là nó cũng phế như con chó rồi anh em ạ. Đấy mình đùa vậy thôi, nói phế thì thực sự là không bán được ác. Đấy nói chung là ác này là một con ác mắc binh rồi. Đấy. Để mà nói thì mắc binh thì nó không đồng nghĩa việc phế đâu anh em ạ. Đấy, quan trọng là cái việc trải nghiệm của anh em thôi. Bây giờ có những cái cách chơi gọi là, thứ nhất là tao không quan trọng hệ của tao yếu này. Đấy, thứ hai là tao thích trải nghiệm cái hệ của tao thích. Đấy. Có những người họ chơi game ý, mình này, mình không phải là một thằng háo thắng nha anh em nhá. Thế nên là mình cứ chơi mình trải nghiệm thôi, mình phun đồ thế nào, mình có đồ như nào mình dùng thế thôi. Đấy. Thì nói chung là mắc đồ thua thì cũng buồn đấy, nhưng mà đỡ buồn hơn là đồ chưa mắc nhưng mà vẫn thua. Dự anh em luôn là câu nói này mình không biết mình khi ai, nhưng mà nói chung là mình gọi là cảm thấy là mình tự hào với con nắc của mình. Đấy như vậy. Nhiều anh em sẽ suy nghĩ vậy thôi. Đấy. Ok, đôi khi cũng tự đặt câu hỏi là vì sao phun đồ mà vẫn cứ thua. Đấy, nhiều anh em cũng nghĩ vậy thôi. Đấy, nói chung là cái tinh thần chơi game trải nghiệm của anh em. Đấy, anh em gọi là gạt bỏ những cái háo thắng đi là anh em sẽ gọi là nhận lại được những cái gọi là tích cực. Như là hôm nay trải nghiệm như thế này thế kia, đồ mình nó đẹp thế này. Ừ, mình chơi game mình cảm giác đồ đẹp thì mình cũng chơi thôi. Ok, thì đây như kiểu là ác của mình đây, phun đồ này rồi. Nói chung là mình chẳng cần gì để làm nữa, mình gọi là trải nghiệm, nói chung là cũng qua ngày thôi. Đấy, ok. Thì chắc là lời nói đầu cũng làm anh em cũng khá là nhột đấy. Tiêu đề chắc cũng khá là nhột. Tại vì mình bảo là bán ác trùng thổ mà anh em chắc là cũng xoắn rái đấy. Ok, thì để mà review con ác này thì chúng ta sẽ vào cái mục quả ranh đi. Thì con ác này hiện tại là 74k vàng anh em nhá. Tích lũy 74k vàng rồi. Thì con ác này này nói chung là lửa lon nữa là chúng ta lên danh 9. Thì lên danh 9 là làm được cái tích cực gì đâu, nhằm tích sự gì đâu anh em ạ. Rồi. Con ngày đợt này khá là đầy đủ này, quả nạp thì nói chung là con ác này bán ác thì nạp làm đéo nữa anh em. Review làm gì cho nó mệt người là phải không em. Ok, thì để mà đầu tiên thì mình sẽ đi vào mình review mở túi may mắn chưa. Ồ, không có ma bỏ mặt luôn ạ, phê nhờ. Đấy thì nói chung con này còn 377m bạc. Chủ ác xem được cái video này thì sẽ gửi đồ tinh thạch cho mình thôi, anh em yên tâm. Chủ ác gọi là rất gọi là yêu quý mình. Đấy, khi xem được những cái đoạn này kiểu gì chủ ác cũng xem cho mấy đồ tinh thạch. Anh Tùng ơi, thì em làm video xong em úp lên, anh có xem được cái video này thì anh gửi cho em mấy đồ tinh thạch nhá. Thì mẹ để cho phí ra em đồ tinh thạch để em đổi áo đi lên server. Đấy, em gọi là em xin thật lòng cái video luôn đấy. Thì mẹ anh không gửi là ăn bùa đấy. Nói chung là con ác này, nói chung anh em chơi ác chơi trải nghiệm của Nick ấy thì chả cần phải mua sâm. Đấy, chả cần phải mua sâm, anh em cứ trên luôn, chả cần làm đéo gì. Ok, thì cấp chế tạo thì nói chung là hoạt lực với cả linh tinh chẳng còn cái gì nữa anh em ạ, chẳng còn cái gì nữa. Thì nói chung là sao ta nhờ, tiếp tục là đến review ác đi. Thì con ác này là cũng phun cứt, nhằm phun vàng như đầu video mình đã nói rồi. Đấy, cũng mắc binh rồi, vũ khí hệ lôi rồi. Khảm ngọc 17 hiến nhân rồi, Zinegan kháng phong em nhá. Đó, Zinegan kháng phong. Nói chung là con ác này cũng thừa khá là nhiều rồi. Hiện tại thì con này khá sao ta nhỉ? Tiềm năng phòng này. Con này kháng lôi một set, kháng phong một set à? À đâu kháng
Kháng lôi 2 set, kháng phong 1 set. Ờ. Dự phòng sao ta? Dự phòng thì có một set phong luôn. Và một set thổ anh em ạ. Đấy, cũng hai bộ lỏ luôn. Đấy, nhất vĩ này, nói chung nhất vĩ này mai sau anh em trải nghiệm nhị vĩ thì nói chung là chả cần phải thức ăn vĩ thú đâu. Cải trang 17 luôn. Đấy. Bùa lỗ cao cấp, nói chung là anh em nhìn anh em biết mẹ cần đéo phải ấn nhỉ. Những thằng xem video nó biết hết con nắc này có những cái gì rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem đi thợ rèn tách cải trang đi. Đấy. Ôi đi mẹ nó, mình tưởng con nắc này không cài mã bảo vệ cơ. Đấy thì con nắc này hiện tại là cải trang ui đi mẹ cũng khá là ok rồi anh em ạ. Hashiyama Madara Obito lục đạo Minato, Itachi cương thi Itachi, đấy Kabuto này, Tsunade này, Yamato này, Rugo này, đấy Orochimaru này, Karin này, Dracula này, đấy Suigetsu này, đấy, Kakashi này, đấy, Văn Lang này, đấy Bí Ngô này, Loen này, đấy Kinabi. Đấy, mình đọc mẹ không gọi là sai tiếng Việt đâu anh em ạ. Đọc chuẩn thì thôi. Ok. Hiện tại tổng cái trang của nó là bao nhiêu nhỉ? Cái trang tổng là có 1183. Nói chung là chỉ số này không quan trọng. Chỉ số ẩn của cái trang mới quan trọng anh em ạ. Sách 16 đó. Mẹ đã bảo nó hiện trên màn hình rồi, cần đeo phải ấn. Rồi. Thì ui địt con mẹ nó. Anh em ạ. Đấy, 4936, 36V11, ui trời ơi, 5945, 44V11, cộng thêm V12, 4 viên nữa là 48V11 anh em nhé. Dương đồ có 48V11, và, ui, 4 đích thừa sâm thế, và hai cái dịch chuyển trang bị cao, anh Tùng à. Thì em xin hai cái dịch chuyển trang bị cao nhá anh em, anh có xem được cái video này thì anh gửi cho em luôn nhá, tại vì bán nắc đi thì mẹ không chuyển mấy đồ này cho em hơi phí anh em ạ, tính nghĩa em xạo lồn đấy anh em ạ. Rồi nói chung là con nắc này cũng khá là ok anh em ạ. Đấy, chúng ta làm video chúng ta phải biết thế nào nhất cử lưỡng tiện đấy, làm video gì ạ? Có nghĩa là nó còn trên cả 10 rồi anh em. Mình thử để tiêu 15 vàng và mình sử dụng tiếp nào. Rồi, các bị cá làm đi pet kia rồi. Đứng lại cho anh nắm tiêu nào để chứng tỏ sức mạnh nhá, con nắc này không phế vật nào. Đấy, đứng im 39 đây rồi. Thằng này 39 nhá. Mày xong rồi con ạ. Chiu. Đó anh em thấy không?
con Ark này khá là mạnh luôn anh em ạ, mình không đùa với anh em luôn đấy, Ark mạnh vãi đi đấy anh em ạ, con Ark này khá là mạnh luôn anh em ạ, thật sự anh em luôn, con này nó gọi là ngày xưa nó gọi là trùm server đấy anh em ạ, thật sự anh em luôn đấy, anh em nhìn mình BK là anh em biết là thật sự là một tiêu bay hơi luôn, không nói nhiều. Đấy thì anh em nào muốn mua bán con mua con Ark này thì anh em có thể là liên hệ cho mình sẽ lối trực tiếp với chủ Ark. Mà mình nói thật đó, là con Ark này là 16 mét không fix. Ông nào inbox mà đòi fix mình không dép đâu anh em nhé. Đấy anh em chỉ cần inbox là mua Ark, ít mẹ đéo nói nhiều, Việt Nam nói là làm, ok mình sẽ dép luôn. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye anh em. Nếu anh em thấy video này hãy cho mình một like và subscribe kênh của mình. Cảm ơn anh em rất nhiều.